Lâu lắm rồi thì em không lên video về súp cho các bác. Và hôm nay thì em lại lên video về súp cho các bác. Đấy. Đây là một quả súp của Tech Prodio. Bát 40 từ 9190 và côn 76 các bác nhé. Đây là một dòng súp mà giá rất là tốt, rất là hợp lý và em đã là cái sự lựa chọn tốt nhất của em để đưa đến tay các bác. Đấy. Em là một người đi mua hàng hộ các bác thôi. Đấy. Và có công. Và em luôn chọn, tại sao mà em không có quá nhiều loại súp đâu các bác nhé. Và trên thị trường thì súp nào em chả nhập được, nhưng em luôn chọn những sản phẩm nào mà nó hợp lý nhất về giá, chất lượng nó đảm bảo nhất trong khung giá để đưa đến tay các bác. Tóm lại là làm sao mà các bác là người các bác mua hàng của em sẽ là những người mà được được em lựa chọn giúp hàng các bác nhé. Đấy là cái tiêu chí của em là người lựa chọn hàng cho các bác thôi. Còn âm thanh bây giờ nó là vô số loại các bác nhé. Đấy. Thì hôm nay em test quả súp này cho anh Nghĩa Bình Dương, thì các bác xem quả súp 40 nhé. Đây, quả này thì nó chạy hai đường, một đường điện và một đường hơi các bác nhé. Thì các bác lưu ý sử dụng, anh Nghĩa lưu ý đây là đường điện và đây là chạy đường hơi. Đấy. Nó rất là hay, rất tuyệt vời. Đây là mã code, mã vạch của nó. Đấy. Thì video em làm ngắn vậy thôi, còn không cần phải test con súp này. Bây giờ em test thử một đoạn cho bác xem nhé. Nhân viên phải theo anh giành bốc hàng nên em phải làm nhanh cho vất hàng cho anh ấy. Đây là đường hơi các bác nhé, đường hơi thì nó đấu sẵn rồi này. Em rút đường điện rồi, bây giờ đánh đường hơi nhé, đường hơi đánh qua đẩy nhé. Con này thì nó hỗ trợ cả đường hơi và đường điện, thế nên các bác có thể lựa chọn rất là nhiều, có hai phương án các bác, một đánh điện và đánh hơi nhé. Đấy. Quá đáng đồng tiền để mà chơi các bác nhé. Ở đây là mã code này, thích bán mã code thì ra trang web và ra giá cả dàn sản phẩm trong trang web của công ty. Đấy. Một quả súp điện đánh cả điện cả hơi, một quả súp 40 đánh cả điện cả hơi từ 190 con 76 mà giá chỉ có 3.500.000 đồng, tội gì không chơi phải không các bác? Còn rẻ súp Việt Nam, tội gì không chơi. Đấy. Bát tép Việt Nam đóng lên còn cao hơn từng ngày tiền các bác ạ, tội gì không chơi. Đấy. Còn ruột gan con này chắc là ruột gan Trung Quốc thôi, chả thích thì sao, đồ bây giờ chả đồ Trung Quốc thì đồ cái gì, hãng nào mà chả là Trung Quốc. Còn những cái đồ của Mỹ, của Nhật thì mình không đủ tiền dùng đâu, mình không đủ tiền dùng các bạn, không phải không có mà mình nó rất là đắt, mình không nên dùng, đắt quá. Cảm ơn tất cả các bác nhé, cảm ơn anh Nghĩa rất là nhiều. Ở đây là Nghĩa là vị khách mà mua hàng của em đến 3-4-5 lần gì rồi đó, mua bộ dàn karaoke xong mua cho người nọ, mua cho người kia, mà trong có những vị khách mà mua cho gia đình mình hai quả này, đánh hai quả này xong rồi lại mua tiếp cho hàng xóm hai quả này. Đấy, phải khen rất hay. Mà bộ dàn của vị khách đó không phải lấy tiền nhé, bộ dàn của vị khách đó nó rơi tầm khoảng 100 triệu một bộ dàn đấy. Vị khách thì em nhớ không nhầm là vị khách ở trong Tiền Giang chơi âm thanh rất là ghê gớm, một bộ dàn tầm khoảng 100 triệu, 100 triệu một bộ dàn gia đình đấy. Sau đó mua hai quả này về đánh, sau đó lấy tiếp hai quả nữa. Đấy. Anh đấy hình là anh sánh anh gì ở Tiền Giang chơi rất khủng khiếp. Anh về thứ hai quả đánh quá hay mà giá quá tốt là anh mua. À, nên cảm ơn anh nha, Nghĩa rất là nhiều nhé. Lâu nay thì không làm video về súp, hôm nay làm video về súp. Bác nào có nhu cầu sử dụng súp thì liên hệ trực tiếp với em. Đáng chơi em nhé các bác nhé. À, sản phẩm này thì em là người mua hàng giúp các bác thôi, em lựa chọn giúp các bác thôi. Còn súp nào em chả mua được, chả có thì chỉ để bán cho các bác. Nhưng cái loại nào mà bán được bác giá hợp lý nhất, chất lượng nhất thì em lấy về bán cho bác nhé. Bác nào nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp với em. Cảm ơn tất cả các bác.